Nhà vườn Mạnh Yến xin chào các bác trên mọi miền Tổ quốc nha. Nhà vườn Mạnh Yến hôm nay review cái ổi Lữ Hoàng có quả luôn đấy nhá. Đây là lô ổi Lữ Hoàng cao 1 mét có quả luôn đấy ạ. Quả có đấy ạ. Các bác trồng là ăn quả luôn nhá. Các bác để ý cái ổi Lữ Hoàng này lá nó to và vênh này. Lá to và vênh này nó khác ổi Đài Loan này. Ổi Lữ Hoàng là một những giống ổi ăn ngon hơn ổi Đài Loan nhá. Và quả nó to hơn ổi Đài Loan ạ. Ít hạt ạ. Các bác để ý nhá, cái lá của nó săn và vênh và to hơn, nó khác cái lá ổi Đài Loan, lá ổi Đài Loan là nó phẳng nhá. Ổi Lữ Hoàng là một trong những giống ổi mang lại hiệu quả kinh tế to cao cho mọi nhà lông nhá. Trồng ổi này là sau 2 tháng là mình đã thu hoạch rồi nhá, là vì trên cây nó đã sẵn có quả rồi nhá. Các bác mua nhớ để ý nhá, nó có tem đàng hoàng à. Ổi Lữ Hoàng là một giống ổi cho năng suất cao nhá. Bên em bán là có tem này là các bác nhá. Đây là ổi Lữ Hoàng này. Giống ổi này là trồng nó cho năng suất là cao nhá, và cây thì là nó ra tán lùn nhá. Đây là hàng có bắt đầu có quả nhá. Cây ổi này là Lữ Hoàng này là giống quả quanh năm nhá, lúc nào nó trên cây cũng có hoa nhá các bác nhá. Các bác để ý nhá, trên cây lúc nào nó có hoa này đấy, có hoa có quả này thì nó mới gọi là quanh năm nhá. Nó cứ ra hết đợt hoa này đến đợt hoa khác nhá. Đây hoa của nó đây ạ. Các bác nhìn lá này, nó xanh thẫm nhá. Đấy. Nó vênh, hơi vênh và xanh thẫm này. Lúc nào cũng có quả trên cây nhé. Các bác mua thì điện cho em số trên màn hình nhé. Và số của em là 0976100975. Em tên là Mạnh nhé. Nhà vườn Mạnh Yến nhé. Uy tín chất lượng nhé. Bán cây có bảo hành nhé. Nếu các bác lấy nhiều là em có hóa đơn nhé. Hóa đơn và chứng từ nhé. Nếu một size 1 em đền 10 nhá. Đền 1.000 nhá. Nên các bác yên tâm ạ. Nếu bác nào lấy nhiều em sẽ có hóa đơn đỏ và hợp đồng nhá. Bên em bán là uy tín và chất lượng. Quả này là 2 đến 3 quả một cân nhá. Giống ổi này là giống quả rất to. Nó là ổi Lữ Hoàng và nó là Lữ Hoàng của các loài ổi nhá các bác nhá. Nên các bác trồng cái này kinh tế rất cao ạ. Ngoài ổi Lữ Hoàng ra em thì còn có rất nhiều loại ổi nhá. Như ổi bốn mùa, ổi đỏ, ổi Đài Loan giống mới và ổi Đài Loan giống cũ, giống nào em có nhá. Các bác mua cây gì thì điện thoại cho em số trên màn hình nhá. Hình thức gửi xe của hình thức gửi cây của em là trên các trục đường lớn nhá. Em không gửi bưu điện nhá. Các bác nhớ cố xem hết video ạ. Các bác phải nhận cây trên các trục lớn gần nhà mình thôi ạ. Em không gửi bưu điện nhá, không gửi đến tận nhà, mong các bác thông cảm nhá. Em xin chào các bác ạ, hẹn các bác trong video sau. Các bác nhớ đăng ký kênh và share cho em nhé. Để kênh nhà vườn uy tín mang đến những hàng cây có chất lượng cho bà con nhé. Em xin chào các bác.